Hội cựu chiến binh phường Châu Văn Liêm quận Ô Môn đã tổ chức tổng kết phong trào thi đua yêu nước cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024. Trong 5 năm qua, Hội Cựu Chiến binh Phường Châu Văn Liêm đã thực hiện được 10 công trình phần diệt và 10 mô hình dân vận khéo được cấp quận công nhận như mô hình đèn chiếu sáng, nuôi lương không bùng, nuôi rắn mối, phối hợp tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ được 10 cuộc với hơn 4.800 lượt người dự. Ngoài ra còn phối hợp Ngân hàng Chính sách Xã hội quận quản lý 5 tổ tiết kiệm dây vốn trên 225 thành viên với số tiền trên 1 tỷ 300 triệu đồng để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, cất mới một căn nhà cho hội viên.